cả trắng kia không cần cạo ấy đâu, không cần cạo đâu, mặt tròn lên này nó hoa ô bò nhá. Rồi, cá này chắc tầm cả 1 ký nhỉ. Cá lóc đông này các bạn, to. Để bây giờ nè, mẹ này nè, 50 như thế, 70, 50. Hôm nay nhậu cho anh em công nhân chuẩn bị đi làm trong công ty, còn ít ngày nữa là uống ăn xong là đi làm luôn. Bây giờ công ty đang tuyển dụng này các bạn nhé.